Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 5 tháng 11 năm canh tí, tại chùa Phổ Đà, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Chị Thượng Đức Tăng Ni, môn đồ Pháp Quyến, đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thức tre tuần, cổ ni trưởng thích nữ Như Ngọc và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà cho ni sư thích nữ Như Trí, Thế Danh, Nguyễn Thị Bích Thủy. Quan Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chính minh bàn trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Tâm Trơn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, Trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng tham dự. Ni trưởng thích nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, nguyên Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, nguyên Phó ban Từ thiện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo Quận Bình Thạnh, diện chủ chùa Phổ Đà. Ni trưởng làm tấm gương tiêu biểu của vị chân tu hết lòng phụng sự đạo pháp, không quản gian lao, không từ khó nhọc, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo ni chúng đem cả trí tuệ tâm lực phụng sự cho ngôi nhà chánh pháp được xương minh cuộc đời ni trưởng là tấm gương sáng tốt đạo đẹp đời xứng đáng cho tất cả ni chúng thế hệ trẻ noi theo nối bước thuận thế vô thường ni trưởng thu thần viên tịch vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 nhằm ngày 15 tháng 9 năm canh tí tại buổi lễ Chư Tôn Đức đã lắng lòng thắp nén tâm hương, nhất tâm nguyện cầu giác linh cố ni trưởng được cao đăng Phật quốc cũng tại buổi lễ, trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Tâm Trơn, trưởng ban tổ chức đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Ni Sư Thích Nữ Như Trí làm trụ trì Chùa Phổ Đà. Tại đây, Ni Sư Tân Trụ Trì đã thành kính dâng lời tri ân Chư Tôn Đức đã tin tưởng giao phó trọng trách trụ trì và phát nguyện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự quận Bình Thạnh đề ra cũng như tiếp tục kế thừa hạnh nguyện của cố ni trưởng diện chủ xây dựng và phát triển ngôi già lam phổ đà ngày một hưng thịnh cuối buổi lễ hòa thượng thích tịnh hạnh đã có đôi lời đạo từ khuyến tấn về vai trò cũng như trách nhiệm của tân trụ trì phải luôn luôn nhớ rõ và thực hành đúng chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Pháp luật nhà nước, cố gắng tu tập, tạo sự gắn kết, hòa hợp trong việc điều hành Phật sự để phát triển Chùa Phổ Đa, theo gì mong ước, kỳ vọng của Cố Ni Trưởng Diện Chủ, tiếp tục sự nghiệp Hoàng Dương Chánh Pháp, tác như lai sứ, hành như lai sự.